Thưa quý vị, trong chặng đường xây dựng và phát triển 30 năm qua, thành phố Bà Rịa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, Bà Rịa luôn nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu tỉnh về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ, nhà giáo, lẫn chất lượng giáo dục đào tạo. Qua đó được nhận nhiều bằng khen của tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và nổi bật nhất là Huân chương Lao động hạng 2, trở thành điểm sáng trong bức tranh giáo dục của tỉnh nhà. Để giúp quý vị rõ hơn thành quả này cùng những định hướng mà thành phố Bà Rịa sẽ triển khai trong tương lai đối với ngành giáo dục, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, trong 30 năm qua thì đảng bộ cũng như là chính quyền thành phố Bà Rịa đã có những cái sự đầu tư như thế nào đối với ngành giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học ạ? Trong 30 năm qua thì được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Bà Rịa, ngành giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng cái nhu cầu học và phát triển của xã hội. Trong năm 1994 thì thị xã Bà Rịa có 23 trường công lập gồm 3 cấp trên địa bàn phố, và đến nay thì thành phố đã xây dựng và đầu tư hoàn thiện thêm 14 trường, nâng tổng số là các trường công lập trên địa bàn phố là 37 trường, với tổng kinh phí được đầu tư trong 30 năm qua là trên 936 tỷ đồng. Thì ngoài ra còn có 10 các trường mầm non tư thục và 9 nhóm lớp. Đến nay thành phố đã có 11 trên 11 phường xã đã có đủ 3 cấp học. Và hàng năm thành phố thường quan tâm đào tạo, nâng cấp, cải tạo, chống xuống cấp các trường. Trong các năm qua thì tổng kinh phí để thực hiện cái sửa chữa chống xuống cấp các trường trên địa bàn với tổng kinh phí là 421 tỷ đồng. Ông đánh giá như thế nào về kết quả mà ngành giáo dục đào tạo thành phố Bà Rịa đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây? Và theo ông thì những cái kết quả này có tương xứng với sự đầu tư của tỉnh cũng như là của thành phố hay không ạ? Ngành giáo dục thành phố trong những năm qua là luôn hoàn thành cái xuất sắc nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua về ngành đảm bảo đạt và vượt so với quy định chung của tỉnh. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố được tỉnh công nhận là danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền và đạt Huân chương Lao động hạng nhì. Thì đến thời điểm này thì định hướng về quy hoạch phát triển ngành giáo dục trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng và đảm bảo các điều kiện theo định hướng của quy hoạch của thành phố đề ra cũng như là cái nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đề ra trong đại hội 6. Trong giai đoạn tới thì thành phố Bà Rịa sẽ có kế hoạch đầu tư như thế nào cho ngành giáo dục đào tạo của thành phố và có những cái mục tiêu định hướng như thế nào đối với ngành giáo dục ạ? Thì trong quy hoạch tổng thể và điều chỉnh quy hoạch 1/10 của thành phố có định hướng các khu và các làng giáo dục để thực hiện định hướng cho các giáo dục trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã đề xuất bổ sung các danh mục đầu tư công trung hạn về sửa chữa chống xuống cấp các trường học. Trong đó là hàng năm, thành phố thường có kế hoạch đầu tư cải tạo sửa chữa và sửa chữa đối với các trường trên địa bàn thành phố bình quân là khoảng từ 45 đến 50 tỷ đối với sửa chữa xuống cấp và trang thiết bị, cơ sở vật chất để mua theo chương trình giáo dục phổ thông mới về lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 3, lớp 7 và lớp 4, lớp 8, lớp 5, lớp 9. Thì trong 2024 thì thành phố đầu tư trang thiết bị cho lớp 4, lớp 8 với kinh phí khoảng trên 10 tỷ đồng, và trong định hướng 2025 tiếp tục trang thiết bị cho lớp 5, lớp 9. Thì thành phố sẽ rà soát tiếp tục quy hoạch và định hướng tiếp tục và mở rộng các trường lớp theo các chuẩn giáo dục mới, trong đó là quy hoạch thêm các cơ sở để đảm bảo khang trang, hiệu quả và đánh giá lại tình hình các cơ sở giáo dục hiện trạng, đảm bảo phù hợp với quy mô, nhu cầu và số lượng học sinh trong thời đại và tương lai sắp tới. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa chia sẻ. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình thời sự của chúng tôi ạ. Được quan tâm, đầu tư, tạo đà vững chắc, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa cũng từng bước khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm sáng trong bức tranh giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, cán bộ quản lý, giáo viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.